Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng hàng ngày trên kênh VTC 14. Chương trình ngày hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Lực lượng công an, quân sự và chính quyền xã Bình Thủy và Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang đang ra sức giúp dân khắc phục nhà ở do lốc xoáy gây ra vào cuối tuần qua. Phản ánh của khán giả Bảo Phúc có số điện thoại 0939 3 số cuối 656. Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước vừa bắt giữ một đối tượng liều lĩnh xông vào chùa để trộm xe máy của người dân. Phản ánh của khán giả Phạm Văn Minh có số điện thoại 0978 3 số cuối 634. Mặc dù chính quyền tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vẫn đang thực hiện lệnh cấm tắm biển để phòng chống dịch Covid-19, song cuối tuần qua vẫn có rất đông người dân vượt hàng rào, bờ kè để ra với biển. Phản ánh của khán giả Lê Nga có số điện thoại 0928 3 số cuối 663. Hà Tĩnh làm sạch 240 trường học trưng dụng cách ly y tế để bàn giao lại cho các trường học. Phản ánh của khán giả Mạnh Hải có số điện thoại 0979 3 số cuối 687. Những ngày qua, các tàu đánh bắt xa bờ trên vùng biển đảo Trường Sa liên tục trở về với đầy ắp sản lượng ốc nhảy, khiến ngư dân rất phấn khởi sau nhiều tháng biển đói. Chia sẻ của khán giả Nguyễn Văn Toàn có số điện thoại 0912 3 số cuối 456. Thưa quý vị, ngày 27 tháng 4, lực lượng công an, quân sự và chính quyền xã Bình Thủy, Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang đã giúp người dân địa phương khắc phục nhà ở do thiên tai gây ra vào chiều trước đó. Theo phản ánh của khán giả Bảo Phúc có số điện thoại 0939 3 số cuối 656, thì khoảng 16 giờ chiều ngày 26 tháng 4, tại xã Bình Mỹ và Bình Thủy, huyện Châu Phú, xuất hiện trận lốc xoáy làm thiệt hại 27 căn nhà, trong đó có 5 cơ sở lò gạch và 22 căn nhà dân bị tốc mái. Cụ thể, thiệt hại ở xã Bình Thủy là 13 căn, Bình Mỹ 14 căn, bao gồm ấp Bình Hòa 10 căn, trong đó 2 căn sập hoàn toàn và 5 cơ sở lò gạch bị tốc mái nặng. Ấp Bình Yên 2 căn thiệt hại nhẹ, ấp Bình Quý 1 căn sập hoàn toàn. Tại xã Bình Mỹ, ấp Bình Hưng 6 căn tốc mái hoàn toàn, 3 căn tốc mái 1 phần. Bình Hưng 1 có 2 căn tốc mái hoàn toàn, 1 căn sập hoàn toàn, 1 căn tốc mái 1 phần. Tại Bình Trung, 1 căn tốc mái hoàn toàn. Sau khi cơn lốc đi qua, cán bộ chiến sĩ hai xã phối hợp cùng với lực lượng tại chỗ của địa phương nhanh chóng đến hiện trường từng bước giúp dân khắc phục hậu quả. Ước tính thiệt hại riêng xã Bình Thủy khoảng 1 tỷ 800 triệu đồng, không gây thiệt hại về người. Hiện chính quyền địa phương xã Bình Mỹ đang thống kê thiệt hại và phối hợp với các cơ quan chức năng, khẩn trương đến thăm hỏi và hỗ trợ vật chất, giúp người dân cất và lập lại nhà sớm ổn định cuộc sống. Công an thành phố Đồng Xoài đã thực hiện lệnh bắt giữ đối với Triệu Trung Hoàn, 27 tuổi, ngụ ấp 6, xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Hoàn chính là đối tượng đã lấy trộm xe mô tô tại chùa Thanh Tiến có địa chỉ ở phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài của tỉnh này. Theo thông tin khán giả Phạm Văn Minh có số điện thoại 0978 3 số cuối 634 tìm hiểu được, thì cũng ngay trong ngày 26 tháng 4, công an thành phố Đồng Xoài đã thu hồi tài sản chiếc xe tang vật và trả lại cho người bị mất. Còn đối tượng Hoàn từng có 2 tiền án về tội trộm cướp tài sản, trộm cắp tài sản và 1 tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Theo cơ quan cảnh sát điều tra, công an thành phố Đồng Xoài, ngay sau khi nhận được tin báo về việc đối tượng trộm xe tại chùa Thanh Tiến, công an thành phố Đồng Xoài đã tiến hành xác minh và nhanh chóng xác định đối tượng Triệu Trung Hoàn chính là nghi phạm gây ra vụ trộm. Công an thành phố Đồng Xoài đã triển khai các lực lượng truy bắt và đưa Hoàn về làm việc. do đối tượng trước đó có nhiều tiền án tiền sự và liên tục quanh co chối tội, phải mất nhiều giờ đối tượng mới chịu khai nhận hành vi phạm tội của mình. Bước đầu Hoàn khai nhận do không có tiền mua ma túy, ngày 21 tháng 4, Hoàn đã mang xe của gia đình đi cầm cố để mua ma túy sử dụng. Ngày 22 tháng 4, Hoàn đi lang thang để tìm tài sản của người dân sơ hở để ăn trộm, chuộc lại xe mình đã mang cầm cố và mua ma túy. Đến khoảng 8 giờ sáng ngày 22 tháng 4, Hoàn đi vào chùa Thanh Tiến, phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Khi đi vào trong sân chùa gần nhà ăn, Hoàn thấy có một xe máy hiệu Sirius biển số 93P1-17556. Có sẵn chìa khóa để trên xe nên đã nảy sinh ý định trộm cắp. Lợi dụng lúc không ai để ý, Hoàn đã trộm xe máy và chạy đi mất. Sau khi lấy được xe, Hoàn đã chạy xe lên thị xã Phước Long cầm cố được 3 triệu đồng, sau đó bắt xe về lại thành phố Đồng Xoài và lấy tiền đó chuộc lại xe của Hoàn đã cầm trước đó, mua ma túy và tiêu xài cá nhân. Mặc dù chính quyền tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vẫn đang thực hiện lệnh cấm tắm biển để phòng chống dịch COVID-19, nhưng cuối tuần qua vẫn có rất đông người dân trèo vượt hàng rào, bờ kè để ra với biển. Nội dung phản ánh này đã được khán giả Lê Nga có số điện thoại 0928 3 số cuối 663 gửi tới chương trình cùng với đoạn clip sau đây. Theo ghi nhận cuối tuần qua, dòng phương tiện đổ về Vũng Tàu tuy không đông như những dịp lễ Tết hay cuối tuần mùa hè như trước đây, nhưng cũng khá nhiều. Tại bãi sau, các khu du lịch đều vẫn đóng cửa theo lệnh của chính quyền. Các lối xuống biển đều được rào khóa và có những tấm biển ghi thông tin cấm tắm biển để phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, dưới bãi tắm có khá đông người tắm biển. Được biết, những người tắm biển Vũng Tàu sáng 26 tháng 4 chủ yếu từ các tỉnh thành khác đến. Vì có du khách, các khách sạn, nhà nghỉ dọc bãi sau đã mở cửa đón khách. Có nhiều tông người đi băng ngang qua đường Thùy Vân để xuống bãi tắm. Các lối xuống biển đã bị khóa, nhiều người đã nhảy qua bờ kè để lên xuống bãi biển. Được biết, thực trạng này diễn ra trong cả 2 ngày cuối tuần và ngay sau khi nhận được phản ánh nhằm đảm bảo thực hiện nghiêm lệnh cấm cũng như công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ngay trong ngày 26 tháng 4, UBND thành phố Vũng Tàu đã ra quân để xử lý nghiêm tình trạng người dân, du khách đổ xô xuống các bãi tắm để vui chơi tắm biển. Theo đó, hơn 200 cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng công an, ban quản lý các khu du lịch, đội trật tự đô thị, đoàn viên thanh niên thành đoàn thành phố Vũng Tàu, cán bộ công an các phường Thắng Nhì, phường 2, thành phố Vũng Tàu đã được huy động giám sát tại các cổng xuống biển và bố trí khắp các khu vực thường xuyên có đông người tắm biển như bãi trước, bãi sau, bãi dâu, bãi dứa nhằm kiểm tra, nhắc nhở cũng như xử lý các trường hợp vi phạm. Toàn bộ lực lượng cũng chia thành các nhóm nhỏ di chuyển dọc các tuyến đường, bờ kè ven biển để nhắc nhở, tuyên truyền người dân, du khách không tắm biển và chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch. Dự kiến trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, lượng du khách đổ về thành phố Vũng Tàu sẽ rất đông. Do đó, thành phố sẽ huy động lực lượng tập trung tối đa trong việc thực hiện cũng như vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định về việc cấm tắm biển của tỉnh. Đến nay, đã có 240 cơ sở giáo dục ở Hà Tĩnh được trưng dụng làm nơi cách ly tập trung cho các công dân đã được bàn giao trở lại cho các trường học. Theo phản ánh của khán giả Mạnh Hải có số điện thoại 0979 3 số cuối 687, thì trước khi bàn giao, các ngành chức năng, chính quyền địa phương và các nhà trường đã thực hiện kỹ lưỡng quy trình khử khuẩn, tổng vệ sinh nhằm đảm bảo an toàn để đón học sinh. Hơn 1.000 kg Cloramin B, hàng chục máy phun khử trùng công suất lớn, cùng với lực lượng cán bộ trạm y tế xã phường đã được huy động tăng cường để thực hiện kỹ thuật, kỹ lưỡng công tác vệ sinh môi trường đảm bảo an toàn tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt là những nơi được trưng dụng làm khu cách ly. Sau khi hoàn thành bàn giao công dân tại các khu cách ly tập trung, các lực lượng đã tiến hành vệ sinh môi trường sạch sẽ, đồng thời cung cấp đầy đủ lượng Rodamin B và điều động nhân lực, máy móc tập trung đồng loạt phun tiêu độc khử trùng tại tất cả các trường học trên địa bàn. Đặc biệt, những cơ sở giáo dục được trưng dụng làm điểm cách ly, nhiều địa phương đã phun từ 2 đến 3 lần, đảm bảo môi trường an toàn, sạch sẽ trước khi bàn giao. Cùng với lực lượng y tế, những ngày qua, đội ngũ cán bộ tại các xã phường đã phân công nhau về các điểm cách ly tập trung, cùng tham gia tổng vệ sinh trường lớp. Mặc dù cơ sở vật chất trường lớp đã được vệ sinh cơ bản, nhưng để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, sau khi tiếp nhận bàn giao, cán bộ, giáo viên trường học và phụ huynh học sinh vẫn tiếp tục nhiệm vụ tổng vệ sinh trường lớp. Cùng với đó, trường cũng đã huy động tất cả cán bộ giáo viên vệ sinh dọn dẹp khuôn viên, vườn rau, bồn hoa cây cảnh và các phòng chức năng. Được biết, các trường học được trưng dụng làm nơi cách ly tập trung đều có công trình vệ sinh khép kín, rác thải được thu gom đúng quy trình. Sau khi bàn giao công dân thì tất cả các cơ sở giáo dục đều được phun hóa chất từ 2 đến 3 lần và thực hiện tổng vệ sinh thêm nhiều lần nữa. Vì thế có thể khẳng định môi trường học tập ở tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đều đảm bảo an toàn và có thể đón học sinh đi học trở lại. Thưa quý vị, tuyến quốc lộ 19 mới đoạn từ cảng Quy Nhơn đến với đoạn giao quốc lộ 1A đã được khánh thành vào cuối tháng 3. Đây là một trong những công trình trọng điểm chào mừng 45 năm ngày giải phóng tỉnh Bình Định. Từ thời điểm đó, tất cả các phương tiện được lưu thông trên toàn tuyến đường này. Việc đưa vào sử dụng tuyến đường quốc lộ 19 mới đã góp phần quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, giúp giảm tải phương tiện qua tuyến quốc lộ 19, góp phần giảm thiểu tình trạng tai nạn giao thông. Tuy nhiên, theo nhận định của khán giả Trần Ngọc Vân có số điện thoại 0915 3 số cuối 258, thì tại đây vẫn còn tồn đọng những bất cập cần phải khắc phục để đảm bảo an toàn cho người dân. Theo khán giả Ngọc Vân thì có thể khẳng định tuyến quốc lộ 19 này là đẹp, hiện đại nhất so với các tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh, rút ngắn thời gian cũng như quãng đường từ Quy Nhơn đến Cầu Gành và ngược lại, tạo thuận lợi rất nhiều cho người dân. Tuy nhiên, qua gần 1 tháng đưa vào sử dụng, do thời điểm toàn tỉnh tập trung phòng chống dịch bệnh COVID-19 nên vẫn còn một số hạng mục trên tuyến đường này chưa được đơn vị thi công, cơ quan chức năng triển khai. Việc này đã dẫn đến tình trạng một số điểm nguy cơ gây mất an toàn giao thông cần phải khắc phục, như giải phân cách để phân chia phần đường giữa xe cơ giới và xe thô sơ được xây dựng bởi khối bê tông kiên cố chạy dài dọc theo tuyến đường đoạn trước khu biệt thự Đại Phú Gia, nhưng đơn vị thi công xây dựng chưa hoàn thiện. Không có biển cảnh báo cũng như vạch sơn phản quang ngay đầu giải phân cách để cảnh báo hướng dẫn người tham gia giao thông, nhất là vào ban đêm. Và ghi nhận đã có những vụ tai nạn giao thông xảy ra tại đây. Ngoài ra, tại điểm giao cắt giữa quốc lộ 19 mới với đường vào khu vực nhà thờ Làng Sông cũng chưa được đơn vị chức năng cho lắp đặt hệ thống cảnh báo, biển báo. Do đó, người tham gia giao thông thường chủ quan khi băng qua đường và dễ xảy ra tai nạn giao thông. Thực tế cho thấy trong các vụ tai nạn giao thông, ngoài lỗi chủ quan của người điều khiển phương tiện, có một phần bất cập trong vấn đề chậm triển khai lắp đặt hệ thống cảnh báo, biển báo, đèn tín hiệu hướng dẫn giao thông trên đường. Vì vậy, khán giả Ngọc Vân cho rằng thời gian tới cơ quan chuyên môn cần tiến hành khảo sát, sớm chấn chỉnh những bất cập cho phù hợp, đừng để tình trạng mất bò mới lo làm chuồng. Thưa quý vị, dự án cải tạo nâng cấp đường Tam Đăng, phường Lạng Sơn, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, dù chỉ có chiều dài chưa đầy 2 km, nhưng nhà thầu chỉ thi công một thời gian ngắn. Công việc còn ngổn ngang thì bỏ dở, khiến cuộc sống của hàng trăm hộ dân xung quanh bị ảnh hưởng. Theo phản ánh của khán giả Quang Anh có số điện thoại 09143 số cuối 558, thì công trình được khởi công từ đầu năm 2018, dự kiến sẽ được hoàn thành trong năm 2018. Tuy nhiên đến nay, dự án này vẫn trong tình trạng thi công ì ạch rồi bỏ giờ ngổn ngang. Việc thi công bị ngưng trệ khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là những em học sinh hàng ngày phải thường xuyên đi lại qua tuyến đường. Trời mưa thì lụt lội, mặt đường biến thành những cái ao, thùng, vũng do hệ thống tiêu thoát nước chưa hoàn thành. Trời nắng thì khói bụi mù mịt. Thông qua chương trình, khán giả Quang Anh đề nghị UBND thành phố Hưng Yên sớm chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công công trình để việc đi lại của người dân trong khu vực bớt khó khăn hơn. Quý vị, hơn một tháng nay, người dân xứ Gò Công, Tiền Giang, nơi ruộng đồng khô cằn, lòng kênh cạn nước, đất nứt nẻ rất quen thuộc với đoàn xe cứu hộ, giao thông treo cờ Tổ quốc và băng rôn, vừa vận chuyển nước ngọt phục vụ miễn phí cho bà con vùng hạn mặn, vừa tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19. Theo ghi nhận của khán giả Vũ Văn Tú có số điện thoại 09783 số cuối 524, cứ đều đặn mỗi ngày, đoàn xe cứu hộ của Trung tâm Cứu hộ 118 Tiền Giang và xe tải của Hội từ thiện thành phố Mỹ Tho lại vượt hơn 70 km vận chuyển hàng ngàn lít nước ngọt sinh hoạt và nước uống phục vụ miễn phí cho bà con đang bị hạn mặn khốc liệt ở các huyện phía đông của tỉnh Tiền Giang. Phụ trách đoàn xe này là anh Nguyễn Văn Nam, Giám đốc Trung tâm Cứu hộ Giao thông 118 Tiền Giang. Anh Nam cho biết, sau Tết Nguyên đán, anh và một người bạn ở hội từ thiện thành phố Mỹ Tho thấy tình trạng người dân ở khu vực các huyện phía đông tỉnh Tiền Giang bị hạn mặn khốc liệt và thiếu nước trầm trọng, nên bàn với nhau mua bồn nhựa để chở nước ngọt hỗ trợ cho bà con. Những ngày đầu hoạt động, anh Nam cùng cộng sự mượn được một bồn chứa inox cũ với sức chứa 5.000 lít, đồng thời mua thêm bồn nhựa 2.000 lít và dùng xe cứu hộ chở nước phục vụ bà con vùng hạn mặn. Nhưng chỉ mới chở nước được 2 ngày thì bồn inox hư hỏng. Lúc này nhiều tài xế và một số người quen của anh Nam đã cùng nhau góp tiền mua bồn nhựa để tiếp tục chở nước ngọt. Anh Nam bộc bạch, ban đầu kinh phí rất eo hẹp nhưng cũng nhờ một cửa hàng chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng bán giá vốn cho 2 bồn nhựa nên công việc cứu trợ nước ngọt được tiếp tục. Riêng xe tải của hội từ thiện thành phố Mỹ Tho thì được công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Phước Thành, xã Tân Hương, huyện Châu Thành chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng cho mượn 2 bồn nhựa loại 1.000 lít và tài trợ 2.000 lít nước uống đã được lọc tinh khiết mỗi ngày để xe này vận chuyển phát cho bà con vùng hạn mặn. Trung bình mỗi buổi chiều, đoàn xe này vượt hàng chục km, vận chuyển gần 20.000 lít nước ngọt, trong đó có 2.000 lít nước uống cứu khát cho bà con vùng hạn mặn. Những ngày vừa qua, các tàu đánh bắt xa bờ trên vùng biển đảo Trường Sa liên tục trở về với đầy ắp sản lượng ốc nhảy, khiến ngư dân rất phấn khởi sau nhiều tháng biển đói. Theo khán giả Nguyễn Văn Toàn có số điện thoại 0912 3 số cuối 456 thì việc ngư dân lặn bắt ốc nhảy tại đây không chỉ có ý nghĩa kinh tế mà nó còn có ý nghĩa về mặt khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với huyện đảo Trường Sa. Những ngày này, các ghe nhỏ của ngư dân Nha Trang trung chuyển ốc nhảy từ các tàu đánh bắt xa bờ, neo đậu ngoài xa liên tục cập bờ trên tuyến đường biển Phạm Văn Đồng và Nguyễn Cơ Thạch. Trên bờ thì các bạn hàng và thương lái nhộn nhịp thu mua, phân loại kích cỡ và đưa lên các xe đông lạnh. Mùa thu hoạch ốc nhảy đầu năm nay, ngư dân trúng rất đậm. Được biết đây là loại ốc mà ngư dân lặn bắt tại các ven đảo thuộc huyện đảo Trường Sa và là loài hải sản rất được thị trường ưa chuộng, nhất là các cửa hàng hải sản. Với mức giá bán cho thương lái ngay tại bờ từ 100.000 cho đến 150.000 đồng 1 kg, ốc nhảy tùy theo kích cỡ lớn nhỏ cũng mang đến cho ngư dân một nguồn thu nhập đáng kể. Ngư dân ở đây cũng cho biết ốc nhảy có quanh năm, không theo mùa như các loại hải sản khác, họ chỉ bỏ công lặn bắt. Chúng có nhiều nhất là tại các đảo cạn của Trường Sa, nên khi đi đánh bắt ở biển khơi, các tàu thuyền đánh bắt tại vùng biển này luôn có thêm những ngư dân chuyên lặn bắt ốc nhảy để kiếm thêm thu nhập sau thời gian dài khó khăn do biển mất mùa. Về ốc này là đánh từ ở đảo Trường Sa gì giúp cho ngư dân biển là cải thiện cuộc sống, cho ngư dân biển rất là khó khăn. Đánh những con ốc để vừa kiếm trang trải cuộc sống. Lặn bắt ốc nhảy để tăng thêm thu nhập cho người dân. Nó còn có ý nghĩa quan trọng trong việc khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với huyện đảo Trường Sa, của các tàu đánh bắt biển khơi, của ngư dân Nha Trang. Ở phần cuối chương trình, mời quý vị cùng điểm lại các clip đã phát trong ngày hôm nay. Ngày 27 tháng 4, lực lượng công an, quân sự và chính quyền xã Bình Thủy và Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang đã giúp người dân địa phương khắc phục nhà ở do thiên tai gây ra vào chiều trước đó. Được biết, có 72 căn nhà bị hư hại trong đợt thiên tai này, trong đó có 2 căn sập hoàn toàn. Phản ánh của khán giả Bảo Phúc có số điện thoại 0939 3 số cuối 656. Công an thành phố Đồng Xoài đã thực hiện lệnh bắt giữ đối với Triệu Trung Hoàn, 27 tuổi, ngụ ấp 6, xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Hoàn chính là đối tượng đã lấy trộm xe mô tô tại chùa Thanh Tiến có địa chỉ ở phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài của tỉnh này. Cũng ngay trong ngày 26 tháng 4, Công an thành phố Đồng Xoài đã thu hồi tài sản chiếc xe tang vật và trả lại cho người bị mất. Phản ánh của khán giả Phạm Văn Minh có số điện thoại 0978 3 số cuối 634. Mặc dù chính quyền tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vẫn đang thực hiện lệnh cấm tắm biển để phòng chống dịch COVID-19, nhưng cuối tuần qua vẫn có rất đông người dân trèo vượt hàng rào bờ kè để ra biển. Ngay sau khi nhận được phản ánh, nhằm đảm bảo thực hiện nghiêm lệnh cấm cũng như công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, ngay trong ngày 26 tháng 4, Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu đã ra quân để xử lý nghiêm tình trạng người dân, du khách đổ xô xuống các bãi tắm để vui chơi, tắm biển. Phản ánh của khán giả Lê Nga có số điện thoại 0928 3 số cuối 663. Đến nay, 240 cơ sở giáo dục ở Hà Tĩnh được trưng dụng làm nơi cách ly tập trung cho các công dân đã được bàn giao trở lại cho các trường học. Trước khi bàn giao, các ngành chức năng, chính quyền địa phương và các nhà trường đã thực hiện kỹ quy trình khử khuẩn, tổng vệ sinh nhằm đảm bảo an toàn để đón học sinh. Phản ánh của khán giả Mạnh Hải của số điện thoại 0979 3 số cuối 687. Tuyến quốc lộ 19 mới, đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao quốc lộ 1A đã được khánh thành vào cuối tháng 3. Đây là một trong những công trình trọng điểm chào mừng 45 năm ngày giải phóng tỉnh Bình Định. Từ thời điểm đó, tất cả các phương tiện được lưu thông trên toàn tuyến đường này. Việc đưa vào sử dụng tuyến quốc lộ 19 mới đã góp phần quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, giúp giảm tải phương tiện qua tuyến quốc lộ 19, góp phần giảm thiểu tình trạng tai nạn giao thông. Tuy nhiên, tại đây vẫn còn tồn đọng những bất cập cần phải khắc phục để đảm bảo an toàn cho người dân. Phản ánh của khán giả Trần Ngọc Vân của số điện thoại 0915 và số cuối 258. Dự án cải tạo nâng cấp đường Tam Đăng, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Dù chỉ có chiều dài chưa đầy 2 km, nhưng nhà thầu chỉ thi công một thời gian ngắn, công việc còn ngổn ngang thì bỏ dở, khiến cuộc sống của hàng trăm hộ dân xung quanh bị ảnh hưởng. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên sớm chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công công trình để việc đi lại của người dân trong khu vực bớt khó khăn hơn. Phản ánh của khán giả Quang Anh có số điện thoại 0914 3 số cuối 558. Hơn một tháng nay, người dân xứ Gò Công, Tiền Giang, nơi ruộng đồng khô cằn, lòng kênh cạn nước, đất nứt nẻ rất quen thuộc với đoàn xe cứu hộ giao thông treo cờ Tổ quốc và băng rôn vừa vận chuyển nước ngọt phục vụ miễn phí cho bà con vùng hạn mặn, vừa tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19. Được biết đây là đoàn xe cứu hộ của Trung tâm cứu hộ 118 Tiền Giang và xe tải của Hội từ thiện thành phố Mỹ Tho. Chia sẻ của khán giả Vũ Văn Tú có số điện thoại 0978 3 số cuối 524. Những ngày vừa qua, các đoàn tàu đánh bắt xa bờ trên vùng biển đảo Trường Sa liên tục trở về đầy ắp sản lượng ốc nhảy, khiến người dân rất phấn khởi sau nhiều tháng biển đói. Được biết, giá bán tại bờ cho mặt hàng này dao động từ 100 đến 150.000 đồng một kg. Lặn bắt ốc nhảy ngoài để tăng thêm thu nhập cho người dân, còn có ý nghĩa trong việc khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với huyện đảo Trường Sa. Chia sẻ của khán giả Nguyễn Văn Toàn có số điện thoại 0912 3 số cuối 456. Chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Nếu có thông tin, hình ảnh cần chia sẻ, quý vị khán giả có thể gửi đến địa chỉ email gocnhinkhanja@vtc.gov.vn hoặc cũng có thể gọi điện đến số điện thoại liên lạc của chương trình là 0904 88 1414. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.